cây đắng chờ trái ngọt, chúng ta có thể tạm dùng cụm từ này để nói về cây lim xanh. Về cây lim xanh thì có lẽ không ai lạ gì với độc tính của nó, nhất là ở phần vỏ. Trước đây thì người ta thường dùng vỏ lim để làm thuốc độc, còn mùn cưa từ gỗ lim thì đem trộn vào cám cho ngựa ăn thì thấy ngựa tử vong. Thế nhưng cũng nhờ độc đó mà gỗ lim lại không bị mối mọt làm hại, thành ra thì nó lại trở thành một loại gỗ quý để xây cất nhà cửa, đình chùa. Ai đã biết đến bài ca thằng Bền thì chắc hẳn vẫn còn nhớ câu bơm răng bơm chẳng lấy mè, phú ông xin đổi một bè gỗ lim. Có thể thấy mặc dù gỗ lim chắc bền không bị cong vênh, nhưng để cảnh giác độc tính của nó thì người ta luôn tránh dùng gỗ lim để làm giường ngủ. Cây gỗ lim có độc tính như vậy, nhưng sau khi nó chết đi thì sẽ có một loại nấm mọc trên thân hoặc là rễ của nó, gọi là nấm lim xanh, và đây cũng là một loại đặc thủ của Việt Nam. Điều đáng chú ý là cây lim xanh có độc, nhưng nấm lim xanh thì lại không có độc, mà ngược lại, nó là một loại thảo dược rất là quý, với các hoạt tính cao hơn cả nấm linh chi thông thường. Hơn nữa, do điều kiện sinh trưởng mà nấm lim xanh cũng khó kiếm hơn so với nấm linh chi. Được biết, cây lim xanh đã được đưa vào sách đỏ của Trung Quốc, Việt Nam và quốc tế. Có thể nói tác dụng tăng cường hệ miễn dịch của nấm lim xanh là tác dụng chủ đạo của vị thuốc này, giúp hỗ trợ và điều trị được rất là nhiều bệnh khác nhau. Theo đó thì cơ chế hoạt động của nấm lim xanh là làm cho cơ thể mạnh lên và để chống lại bệnh tật. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nấm lim xanh không chỉ giúp tăng cường hệ miễn dịch mà nó còn ngăn ngừa sự hình thành ung thư. Vì vậy, đối với những bệnh nhân ung thư, dùng nấm lim xanh một mặt tác động lên bệnh, một mặt khác thì lại khắc phục các tổn thương do bệnh gây ra. Bên cạnh đó thì kết quả nghiên cứu trên chuột cũng cho thấy nấm lim xanh có tác dụng giúp hạ đường huyết, tác dụng bảo vệ gan. Trong y học cổ truyền thì nấm lim xanh thường được dùng để hỗ trợ điều trị các bệnh về gan như là men gan cao, viêm gan mãn tính, xơ gan, ung thư gan. Tốt cho hệ tim mạch và tiêu hóa, tốt cho sức khỏe và trí não. Dùng nấm lim xanh thường xuyên thì không chỉ làm giảm thấp khớp mà nó còn giúp cho khí huyết lưu thông, trong người cảm thấy nhẹ nhõm, trí nhớ tốt hơn và tăng tuổi thọ. Với những người mà bị suy nhược thần kinh hay là chóng mặt, mất ngủ thì dùng nấm lim xanh sẽ rất là tốt. Lưu ý khi sử dụng nấm lim xanh là đối với những người mà bị thận, trẻ em dưới 10 tuổi, phụ nữ đang mang thai và đang cho con bú thì không nên sử dụng nấm lim xanh. Các bệnh nhân bị các bệnh về gan và thận thì không nên dùng nấm lim xanh để ngâm rượu. Để biết thêm thông tin chi tiết về